sợ nó đưa đứa người cách ly thấy không? Đó như cách ly hả? Chở cách ly á. Tắm này cho. Ủa mới thấy người cách ly luôn hả? Chen nồi. Sẽ bắt con nha. Sẽ bắt hả? Thấy áo mình vui. Con nào? Mẹ con à. Ủa chàng à. Này của anh Quỳ. Nè giở áo coi có không? Tốc độ giới hạn 60 km/h. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Đây nè. Nãy giờ tốn không có tiền cái giờ nhỏ nhân viên không. Bình thẳng luôn. Lấy xài không có thấy mặt đâu. Thẳng theo mấy xe xin nhan qua nha, không có xin nhan giao thông. Trời ơi, con mới thấy. Không, đưa tiền không chịu lấy đâu, nhìn nhân viên hoài. Trời ơi, thằng nhân viên nhìn nhìn gì nè, có tiếng. Có tiếng. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Mày còn nãy ra trong nước đó là từ bên đây mình nằm thẳng qua bên đây. Xe gáp quá trời. Từ bên đó đó mình nằm thẳng qua bên này. Mình nó bước qua thì vòng lại. Đi thẳng luôn. Vắng quá vắng. Cảnh sát bên nhà luôn. Cảnh sát xe gáp ế. Cộng hòa cái gì ta? Nãy là mình đi cái đường bên kia phải không? Cộng hòa. Đi ra là cái đường nào đó đó luôn không? Giờ mình phải tầm vòng. Vòng qua bên đây. Phải vòng tuốt lên tuốt tới công viên Hoàng Văn Thụ mới vòng được. Vòng qua đường qua đây thôi. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Ai? Người ta đợi khách ra ngoài người ta chở xe ráp. Xin nhanh vô.
đi đó. Thấy cái đèn luôn rồi mà. Đúng rồi, không chỗ chơi nào chơi chơi. Chơi xong đi. Chơi vui xong rồi hỏi chơi chơi luôn. Vậy là 34 hôm qua. Ghé cho thật thị gì cũng được. Cái đường này là đâm thẳng. Đừng ghé thị bỏm nữa, ghé thị gì biết biết chứ. Cái đường hồi nãy không? Cái thời thị Vũng Tàu. Diễn Tàu biết đó, ừ. Đi xe thị Vũng Tàu. Thị Vũng Tàu, gần Vũng Tàu á. Không phải là thị đó không bỏm. Mà nó khuyến mãi hình như một ngày được 4 ghi á, tháng có 90 ngàn hay nhiêu á. Tôi biết hàng năm mua đúng không? Thằng nó bị gì kìa. Nhưng... Ủa làm gì vậy? Quẩy tay chào quá, giống như người mannequin á. Không nhắm mắt luôn kìa. Đẹp trai hả? Nhưng mà cái tay vẫn nhắm mắt. Giống sinh viên. Mà không trong mà ai kêu ra đứng gì hoài trời. Làm thêm chứ vậy. Thằng này cũng mất ái luôn á mà. Trời ơi, con mày nó đẹp trai quá Thí ơi. Nó sao? Nó đẹp trai. Ai nói? Đó, mập ra. Xuống xe đi. Thằng này nửa ghế sớm quá Thí ơi. Nghe nó căng mà nó nằm. Thí ơi. Chưa mất ghế chứ đâu, chị hai nữa cho tùng mẹ nghe nghe già lắm. Không kêu mập mặt nào ở đây không? Không, ở trên. Giờ đi chỗ nào cũng thấy vắng 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 vắng. Cô tiên năm 2021. Ông ngoại là cô tiên năm 2021 rồi. Quỷ nó nói mà đợi lâu nói trong kia nằm uống cà phê luôn đậu xe nằm cái nào thì cũng tiếng Việt luôn bây giờ nằm bên đường bắt đặt lên lên tới chạy hết đường này xong rồi phải đi phải xong rồi trái luôn á mà cái cây đẹp phải chỉ có chỗ này mới cho đậu thôi còn không không đó là cấm đậu hết mấy ông nội nãy chỗ đó mình đâu có được tài xế mà có chứ chỗ đó mình đi theo Đức đi theo Đức về không mình cứ niệm vụ nè cái nãy mình nhìn qua thấy cái này nè cái này mình đứng bên kia nhìn qua thấy được cái máy máy giữa giữa chắc trong đó gặp xiếc á gặp xiếc ơi xì phố con tanh.